tất cả mọi người. Thì ở video lần trước mình có giới thiệu đến cho tất cả mọi người một cái hammer cơ là Kamsco TB35. Hôm nay mình cũng làm một cái video giới thiệu về một loại hammer khác, thì cũng là hammer cơ nhưng mà tốt hơn, không phải là của Đài Loan nữa mà sẽ là của Panasonic. Ở trên thị trường nhiều cái trang thương mại điện tử có bán cái loại hammer này với cái giá rất là rẻ, chỉ 200-300 ngàn, rẻ hơn cả thằng hammer Kamsco. Thì mình xin khẳng định cái đó đều là hàng giả, hàng nhái hết, hàng chính hãng không có giá đó. Ở mặt trước của nó thì có tên thương hiệu rồi, đây là Made in China. Thì cái này là được sản xuất ở Trung Quốc nhưng mà là trên công nghệ của Panasonic đàng hoàng, không phải là hàng giả, hàng nhái. Ở bên đây là model, tên của sản phẩm TB nè, 38809 RE7 R300H. Cái này chính là thời gian của cái cục pin trong đó. Nó sử dụng điện là 220V đến 240V, điện xoay chiều, tần số là 50 hoặc là 60Hz. Trong đây là chỉ có một chiếc hammer thôi. Đây, một PC. Chúng ta đi vào trong sản phẩm. Thì hai con ốc này là để mình gắn trên đây. Ở đây sẽ có một cái lỗ nè, để mình bắt lên gỗ, lên tường đồ, hay là bắt tắc kê thì mình phải gắn vào con ốc lên đây, cố định nó vào tường. Đấy, hai con ốc. Mở nó ra. Cũng là giấy hướng dẫn thôi. Nó sẽ có cái nắp meca giống như con TB35 vậy, nó cũng sẽ có một cái nắp meca để bảo vệ. Thì để mà có cái nhìn tương quan nhất, mình sẽ so sánh nó với cái hammer của thằng Kamsco. Cái TB35 hôm hỏng mình đã có nói rồi, đây chính là hammer. Mình cũng mở cái nắp của nó ra, mọi người có thể thấy rõ ràng là cái Kamsco nó bự hơn rất là nhiều so với cái Panasonic. Nhưng mà so với cái độ chắc chắn á, thằng Panasonic chắc chắn là nó hơn rồi, không có lỏng như này. Đây, cái thằng này nó khá là lỏng. Về phần mặt trước đi, thì nó có điểm khác biệt là sao? Ở bên đây cái cục pin thì nó nằm ở phía trên, mở ra được, đẩy rất là dễ mở. Còn thằng này thì khó, không có mở được bình thường đâu. Đấy. Ở phần này cũng vậy, nó chỉ là đẩy khớp thôi. Còn bên đây nó sẽ được gài ốc rất là chắc chắn. Ở mặt trước bên đây nó sẽ có đèn báo nguồn vô, đèn báo dòng ra. Còn này thì chỉ có đèn báo nguồn vô thôi. Đấy. Chế độ thì cũng như nhau, cũng có hai mặt đồng hồ, một mặt 12 tiếng, một mặt 24 tiếng. Cũng có các cái lẫy để chỉnh cài đặt thời gian. Đấy, cũng có cái chốt thời gian thật ở đây. Đó, rồi đây, ở mặt bên thì nó cũng sẽ có thông số của sản phẩm. Đó, cái thông số đây thì mình đã nói qua rồi, bây giờ thông số ở đây thì nó cũng tương tự như vậy thôi, nhưng mà mọi người thấy cái dòng của nó chịu cái dòng lớn hơn. Hồi nãy cũng nói cái phần lượng pin của nó khác với cái thằng TB35. Thì nó không có thể nào mà mở ra gạt vậy hết, mình sẽ dùng một con vít nhỏ thôi. Đây, ở đây nó sẽ có một cái chốt này, mọi người để ý đây, có cái chốt nè, có hai cách. Một đó là mình nhấn vô đây, mình nặng nó lên, đấy mình lấy nó ra. Đây chính là cục pin của nó. Đây, cục pin của nó. Đây, ở đây nó cũng sẽ có một cái chui để mình ghim vô, một cái chui hai cháu để mình ghim cục pin vô. Đồng hồ khi mà cúp điện thì cái đồng hồ nó vẫn hoạt động như bình thường, không cần phải cài đặt lại thời gian gì hết. Đây. Đây. Đó là cách một. Còn cách hai nữa thì mọi người thấy ở đây nữa nè, ở đây nó cũng sẽ có một cái lẫy ở đây. Đấy. Dùng một cái vít nhỏ hoặc là cái đầu bút cũng được nữa, nhấn vô đó là nó cũng bung ra cho mình luôn. Đây. Nó bung ra như vậy. Đây. Vậy là cục pin xong. Đó. Ở bên đây thì cũng là cần gạt 3 chế độ. Đây, cái cần gạt này mình cảm giác là nó nhẹ hơn so với cái thằng TB35, là chính xác hơn nữa. Đây. Cái vị trí của nó rất là chính xác. Rồi, ở mặt trước thì về cái phần cài đặt thì mình cũng cài đặt giống như là thằng TB35 ở cái video trước mà mình đã giới thiệu. Đó. Thì nó cũng sẽ có 3 màn hình. Nó sẽ có hai màn hình chính. Đây, một màn hình, hai màn hình. Cái với một cái dòng mà những cái lẫy dùng để cài đặt thời gian. Mỗi cái lẫy này cũng vẫn là 15 phút. Đây, một cái lẫy vậy đây, một cái lẫy như này. Đó, là 15 phút. Và cứ 4 lẫy như vậy là sẽ được 1 tiếng đồng hồ. 1 tiếng đồng hồ nó cũng sẽ là 4 lẫy. Về con cài đặt thì mình đầu tiên mình cũng sẽ là chỉnh cho nó đúng cái thời gian thật trước cái đã. Thì một lát hồi cái phần cài đặt này mình sẽ nói vô, mình sẽ cho nguồn tải vô, cho nguồn tải ra rồi mình sẽ cài đặt thử một lần cho mọi người coi, làm lại luôn. Nói sơ về cái phần công suất nó một chút xíu thì công suất của nó cũng là 1500W. Thì ví dụ như cái thiết bị nào mà dưới 1500W đó thì mình cắm trực tiếp vào cái ngõ ra ở đây. Đây nó có hai ngõ ra này, lót này là 1 là 2 này, thì cắm trực tiếp vô đây mình xài luôn. Còn nếu như mà trên 1500W á thì mình nên sử dụng qua hệ động từ để đảm bảo cho cái timer nó hoạt động tốt, ổn định, không bị hư cháy. Đấy. Thì thông số này hồi nãy mình đã có nói ở ngoài cái vỏ hộp rồi. Mình mở hai con ốc này ra. Giờ bắt đầu mình cắt nguồn. Đây. Mọi người có thể nghe được cái tiếng mà nó hoạt động hay không, góc nguồn này nó có pin nè. Rồi nào mình sử dụng một cái đèn nhỏ thì nó hư rồi, mình sử dụng một cái đèn cao áp như vậy để mình test thử nó. Rồi, 3 giây. Dây này là dây nói đất, cắm hai dây vô đây. Rồi, dây này đã xong. Cái phần mà nói dây cho nó. Rồi, bây giờ tới được phần cài đặt thời gian cho nó. Để ở đây là 9 giờ 46 phút. Đầu tiên mình cài đặt thời gian cho nó, bên trong mình chỉnh đúng 9 giờ 46 phút cái đầu. Lơ lố không sao hết. Đây, bên trong 9 giờ 46 phút, bên ngoài mình nhìn đây 9 giờ đây, nhìn theo cái chiều của thời gian thật này, 9 giờ 40 mấy phút này. Đấy, như vậy là đúng rồi. Ban ngày không phải ban đêm nha. Rồi, nếu mà ban đêm là nó ra tới 23 giờ mấy rồi. Ủa, 21 giờ mấy. Rồi. Bắt đầu mình muốn cho nó chạy bao lâu thì mình gạt lên. Đó. Ví dụ như mình cho nó chạy 1 tiếng thôi. Đây, 1 tiếng từ 11 giờ cho tới 12 giờ, 11 giờ tới 12 giờ đây. Thì mình sẽ gạt ở cái khoảng thời gian này. Đây, 11 giờ tới 12 giờ, mình sẽ gạt những cái lẫy này lên. Đây, gạt lên. Rồi, 1 tiếng đồng hồ. Thì thay vì mình đợi như từ nó sẽ tự động nó chuyển nhích cái này, bây giờ mình sẽ xoay cho nó lẹ để cho mọi người nhìn thấy rõ hơn. Đấy. Mình chưa cấp nguồn cho nó nên đèn này chưa sáng nè. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình cấp nguồn cho nó. Rồi. Sau khi mà cấp nguồn cho nó xong thì đây mình thấy cái đèn đây nè, đây cái đèn mà sáng màu xanh đây, tháo rồi sáng sạch, có nghĩa là nó đã có điện rồi. Đấy. Rồi bắt đầu mình sẽ quay cái này, thay vì là mình để cho nó tự nó quay thì lâu lắm, bây giờ mình sẽ quay, mình quay cái mặt bên trong. Đây. Mọi người để ý cái nấc này nha. Đấy. Nó cũng sẽ có một cái bánh răng ở ngay đây nè. Đó. Khi nào mà nó quay tới đây nó sẽ quay cái, khi nào mà cái lẫy này nó quay tới đây cái bánh răng này nó sẽ quay. Đấy. Khi mà nó quay á, thì nó sẽ thay đổi cái tiếp điểm bên trong này, nó cho phép cái dòng điện từ S1 đi qua L1, S2 với L2 là có điện rồi, lúc nào cũng sẽ có điện nói này. Đó, chỉ có S1 với L1 nó sẽ có một cái tiếp điểm không có điện ở đây. Tiếp điểm này tiếp điểm thường mở. Đó. Khi mà nó quay tới đây thì tiếp điểm mình sẽ đóng lại, cho điện từ S1 qua L1 nó thì sẽ cho, thì nó sẽ cấp điện cho cái đèn này. Thì mình dùng cái đèn thôi, cái tải gì cũng được hết, người có tải gì nữa thì xài cái tải đó. Đó. mọi người để ý kỹ, nó quay cái chốt nè, cái chốt này. Đấy, nó quay rồi. Đó. Đây có đèn cực kỳ sáng luôn. Rồi khi mà nó quay hết thời gian 1 tiếng đồng hồ này, mọi người sẽ để ý cái lẫy tiếp tục nó cái bánh răng nè, nó tiếp tục nó chạm vô cái lẫy rồi nó sẽ quay cái bánh răng tiếp, nó làm mở cái tiếp điểm ra. Đấy. Rồi bây giờ cái tiếp điểm ở đây, cái tiếp điểm ở đây nó sẽ hở ra, cái điểm từ S1 sang là một nó sẽ hở ra. Đấy. Thì nó sẽ không cho điện đi qua, thiết bị này sẽ nó sẽ nha. Thì trong một số trường hợp mà ví dụ mọi người muốn sửa chữa ở cái đầu cuối thiết bị như vậy nè, đó, thì mọi người để mà đảm bảo an toàn á, tại vì nó chỉ đóng ngắt có một sợi thôi, một tiếp điểm thôi, hai với là hai lúc nào nó cũng dính với nhau hết. Thì mọi người nếu mà có thử điện á, mọi người nên kiểm tra, đó, là nên để cái dây nóng á là nó nằm bên S1, cái dây nguội á sẽ nằm ở S2, ví dụ mà S2 qua là hai cái dây nguội. Đó, rồi S1 qua là một là dây nóng, thì khi nó ngắt nó sẽ ngắt cái sợi dây nóng. Mọi người có quên, mọi người có sửa chữa trên đây thì nó cũng không có bị giật, nó không nó an toàn hơn. Nhưng mà an toàn nhất á, vẫn là nên tắt nguồn cấp phụ dao cái đã rồi hãy làm. Thì Hammer này nó chắc chắn là nó phải tốt hơn cái thằng TB35 rồi, độ bền nó cũng sẽ cao hơn. Thì nếu mà mọi người muốn có một thương hiệu lớn về một sản phẩm mà chất lượng á, thì mọi người có thể lựa chọn con này, giá thành thì nó sẽ hơi cao hơn. Còn nếu như mà mọi người chỉ cần một thiết bị để mà xài bình thường trong gia đình thôi, xài văn nghệ thôi, thì có thể mua những cái dòng rẻ hơn, ví dụ như là con TB35 chẳng hạn, nó sẽ đỡ tốn tiền của mình hơn. Mình xin được kết thúc video tại đây. Chào và hẹn gặp lại mọi người.